Vâng, xin chào toàn thể mọi người. Quay trở lại với video của mình tiếp theo nhé. Rất vui được gặp lại mọi người trong video tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình lên một video, đó là đi kiểm tra lại cái vết khoanh và cũng như là tình hình là cái lớp lọc. Đấy, và xem nó có, vừa rồi là mình khoanh là xem là có hiệu quả hay không nhé mọi người nhé. Thì bây giờ em lên cái đoạn đầu trên này là cùng cho mọi người xem, là thứ nhất là cái chỗ vải thanh hà này, xong đến vải thanh hà là thanh hà ghép, xong đến vải muộn nhé mọi người nhé. Thì đây, thì đây là cái lớp lọc 2 của nhà mình nhé. Đây là lớp lọc 2 là nó đủ ấy, không phải là lớp lọc 2 thiếu đâu ạ. Đấy, mọi người lưu ý nhé. Đây cái đầu nó đây mọi người nhé. Đấy, đây thì mọi người xem là cái kết quả như này, vừa rồi mình khoanh vừa rồi là có hiệu quả hay không nhé. Đây là cái trong thân trong bóng mình chưa dắt vội, đến mùa kia mình mới dắt. Đây, mình sẽ cho zoom cho mọi người. Đây, cái vết khoanh của mình này. Đấy, vết rất là bé nhưng mà nó là sâu. Vết rất là sâu luôn mọi người nhé. Đây, vừa rồi phun thuốc cỏ là bây giờ nó lại mọc đây, vẫn không chết được. Đấy, đây là vải thanh hà nhà mình nhé. Xin giới thiệu với tất cả mọi người là như vậy. Tí nữa mình sẽ quay vải muộn sau. Mình sẽ đi kiểm tra cái đầu lọc là nó sẽ như nào, xem có hiệu quả ok không. Cũng khá là ok, không thấy lên đâu mọi người. Đây, cái vết khoanh đây, vết em khoanh đây. Đấy, bây giờ nó như này này. Có một số vết thì vẫn màu như vậy. Đấy, rồi bây giờ mình lại di chuyển tiếp nhé mọi người nhé. Bởi vì là vừa rồi là mình thấy rất là lo luôn, mình khoanh sớm đấy, và thời tiết thì rất là ấm nên là vừa rồi là khoanh này. Mình khoanh sớm nên là mình rất là lo, có thể tình trạng mà không như ý muốn của mình là nó sẽ phải lên, phải kích lên nữa, hoặc là mình phải khoanh lại mọi người. Rồi ở đây thì mình thấy là thanh hà là ok nhé, và đang có tình trạng là úa, chuẩn bị úa lá gừng này mọi người. Mọi người thấy không ạ? Đấy, màu nó úa, hơi ngả màu đấy. Đấy, thế là thanh hà là mình thấy là ok nhé. Còn bây giờ mình sẽ di chuyển lên hàng trên đỉnh này, là đi tham quan cái vải ngọt là nó sẽ như nào. Thì xin mời mọi người xem tiếp video của mình nhé. Đây quay cho mọi người xem này. Bên này nó hơi nắng này, bên này là của nhà ông anh này. Đấy, đang phụt lọc lên rất là mạnh luôn. Bởi vì cây nhà anh nhất là lớp lọc 2 thiếu thì có thể là sẽ cho lên được. Đấy, nhưng mà nhà mình lọc 2 là lọc 2 nó kiểu như là lọc 2 già rồi nên là đủ lọc, nó sẽ không bị phọt lên. Mình bây giờ mình sẽ kiểm tra xem là cái tình trạng là nó có ok không nhé mọi người nha. À chà, chắc phát này phải khoanh vét lại mọi người. Đây này, úi giời ơi, đây
tuè rồi. Mình thấy tuè bung ra rồi. Không ổn đâu mọi người ạ. Đây là vải về muộn nhé. Đây bị phọt lên này mọi người nhé. Không thể hãm được. Tình huống này là hơi bị căng này. Và xử lý rất là khó. Bây giờ cho lên thì cũng dở này. Đây. Đấy. Nú phọt lên rồi. Với tình trạng này là xử lý hơi bị khó này. Khoanh, bây giờ mình khoanh ngược lại thì cũng vết, khoanh vết lại cũng dở. Mà bơm nước cho lên bây giờ cũng dở. Rất là khó đây. Năm nay làm hơi bị khó thế nhỉ. Đấy. Đây là cái thời điểm mà mình phải kiểm tra lại. Mình phải kiểm tra lại nó để mình biết cái tình huống, biết sớm và mình xử lý cho nó kịp thời mọi người nhé. Đấy. Hụt lọc rồi. Mình cứ nghĩ là nó là lọc già rồi. Đủ lọc nó không phụt lên đây này. Nhưng mà vẫn phụt lên bình thường nhé mọi người nhé. Đây. Đấy. Không ổn, không ổn tí nào. Thôi còn bên trên này thì mình không lên nữa. Mình sẽ quay xuống bên dưới. Bởi vì đi tham quan là mình sẽ biết là như nào rồi. Đây. Quanh như nhau thôi mà bị lên này. Chết dở mọi người ạ. Phụt lọc lên này. Đây, trên cái video này của vườn của nhà mình này thì theo như mọi người sẽ khắc phục như nào thì mọi người comment bình luận ở dưới phần mô tả nhé mọi người nhé. Đấy. Để mọi người cùng nhau là chia sẻ cái cách làm cũng như là cái phương án hiệu quả. Đấy. Như này thì đúng là mệt thật rồi. Phụt lên này mọi người nhé. Đây là mình cái vừa rồi là mình khoanh cành, không phải khoanh gốc đâu mà vẫn còn ra được. Cũng là khó đấy. Tình trạng này là hơi bị phức tạp mọi người ạ. Cũng phọt nhú ra hết. Này. Phụt tóe ra rồi này. Đấy. Đây là còn lọc còn là đủ khỏe luôn mà vẫn bị ra được là biết là như nào luôn đấy mọi người ạ. Thời tiết năm nay nó lại không rất sớm, đâm ra là rất là khó. Mà mình khoanh sớm. Mình khoanh cái vườn này là cách đây là khoảng được 2 tuần nhé mọi người nhé, 2 tuần. Hơn 2 tuần đấy. Thời điểm là hơn 2 tuần. Mà đến hiện tại bây giờ mình kiểm tra lại, mình quay video lại để cho mọi người cùng xem. Đấy. Như năm nay nếu mà mình để từ ban đầu, mình phun kích lên là mình lấy được lớp lọc 3 khỏe luôn đấy, mọi người nhé. Đấy. Nhưng mà năm nay mình không ngờ nó lại này. Năm nay đồng chí lại tháng 11 nó không phải tháng 10 nữa. Thế mới khổ. Rồi ok nhé mọi người nhé. Mình xin phép là kết thúc video ở đây. Và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của mình. Mọi người thấy video của mình hay cho mình xin một lượt like. Cũng như là đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Để mình có động lực
ra nhiều video mới nhé mọi người nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt mọi người.